Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một tựa game mới, đó chính là Long Thần PK nha. Tựa game này thì sẽ ra mắt vào ngày 21 tháng 3 các bạn ơi. Đây là một con game nhập vai 3D thể loại kiếm hiệp nha các bạn. Chúng ta sẽ có 4 môn phái để lựa chọn nha. Đầu tiên đó chính là môn phái kiếm ca. Nice, nghe về kiếm to đấy các bạn ơi. À, mình có thể xem trước được mấy cái bộ thời trang này các bạn này. Đây xem nào, Mộc Diệu Thăng Long. Ồ, rồng à, được cái chứ nhở. Cánh với các kiểu cũng là đều luôn. Để mình xem bộ này có gì đây. Thương Hải Diên Minh. Ủa, cũng là rồng nhưng mà là cưỡi thuyền rồng các bạn ơi. Môn phái thứ hai xem là cái gì đây. Nhìn có vẻ là giống một pháp sư này. Đúng luôn các bạn ơi. Wow, đúng là chủ đề về Long Thần PK khác, toàn rồng rồng nữa các bạn ạ. Xem trước bộ skin này xem nào. Thiên Cung Chiến Thần này. Ái chà chà. Bộ Long Phượng Kinh Thiên này thì em này là cưỡi con phượng hoàng nhưng vẫn có con rồng bay sau nha các bạn ơi. Tinh Nguyệt Đăng Ảnh. Ui dồi ôi, nhưng mà con rồng này bị mọc sớm rồi. Quá cay luôn các bạn ơi. Tiếp theo, môn phái thứ ba xem nào. Thiên Sư các bạn ạ. Hả? Có em nào bay vòng quanh đây? Hàng Nga. Xem trước bộ skin này xem nào. Ui, Vệ Thiên Tam Huyền. Ui. Con rồng mới vãi nhái thế nhỉ. Ma Pháp Tinh Không này. Wow, môn phái này được cái là rồng cực kỳ to luôn này. Sơn Hải Dị Trí này. Con rồng này thì trông có vẻ là trắng trẻo hơn một chút nha các bạn. Rồi, môn phái cuối cùng. Ui, trông có vẻ là ngầu đấy các bạn ơi. Cũng là một nhân vật nữ nha, nhưng mà cầm một cái lưỡi hái cực kỳ là chất chơi người rơi luôn. Ui, em này giống cái con răng sún ở trong bộ How to Train Your Dragon ấy nhở. Mình bộ kết cái môn phái kiếm ca, cho nên là mình sẽ trải nghiệm môn phái kiếm ca này nha các bạn. Con game Long Thần PK này thì lối chơi kiểu nhập vai, thì cho nên là góc nhìn của nó mới vào làm nhiệm vụ đây thì các bạn có thể thấy là nhìn ở góc nhìn thứ nhất nha các bạn. Nhưng mà hoàn toàn là chúng ta có thể xoay chiều được các cái góc nhìn để có thể là trải nghiệm các góc độ luôn nha. Được đấy chứ. Ấy, đây là đánh boss này các bạn ơi. Vô Chi Kỳ này. Mình thấy con game này thì chất lượng đồ họa 3D rất là nét, và được cái là nó lại không bị giật lag nha các bạn. Ù, bây giờ là mình nhận được thêm con cáo ba đuôi này các bạn ơi. Nhận luôn. Yo, được cái nhỉ? Có con cáo ba đuôi này cái mình chạy nhanh hơn hẳn nha các bạn. Thử thách kiếm chủ xem nào. Múc thử phát xem nào. Ui, thanh niên này mình mù mắt rồi. Liệu rằng là có đấm được cái gì hay không đây? À, nó có cái kiếm các bạn ạ. Trời luôn. Ồ, hình như là mình làm xong cái nhiệm vụ này là mình nhận được luôn cái kiếm đó thì phải các bạn ơi. Và mình có 4 ô skill nhưng mà mới chỉ mở được 3 skill thôi. Và level 48 thì mình sẽ có thêm một skill nữa nha. Và các bạn nhìn thấy cái dấu mà chuyển đổi skill đây thì chắc chắn là lên level cao hơn. Mình sẽ có thêm được nhiều skill nữa. Và hoàn toàn có thể sử dụng được 8 skill. Chất chơi người rồi đấy. Và mình sẽ kết hợp cái combo skill chiến thức làm nào để phù hợp đi vượt ải này. Hoặc là đi PK. Bởi vì mỗi một con nó sẽ có những cái hiệu ứng kiểu khống chế hay là bạo kích các kiểu, thì nó sẽ phù hợp hơn để việc đi ải hay là đi đánh người nha. Ngon lành cành đào đấy. Ui, chất chưa các bạn. Wow, đẹp thực sự luôn này. Ui, chụp màn hình lại phát. Ui, xịn các bạn ơi. Trông ngầu đấy. Rồi, tiếp tục là mình gặp một con boss tên là Ma Lại. Quánh con này xong mình không biết là mình có được cái phần thưởng gì không ta. Bạo phát. Ồ, để mình xem nào. Quả biến hình này được cái gì không. Ui, không phải biến hình đâu các bạn ơi. Mà nó là một cái skill kiểu là bùng nổ hơn các bạn nhá. Đây là những cái trang bị mình có thể nhận được. Đi săn boss thì hoàn toàn là có trang bị nha các bạn ơi. Mà mình thấy cái tốc độ của con game này khá là nhanh nha các bạn. Và khiến cho mình đỡ cái cảm giác bị kiểu bị sốt ruột đấy các bạn. Tốc độ lên level ở đây thì cũng khá là nhanh. Và mỗi một lần đi săn phục bản thì mình sẽ có thể kiếm thêm được tài nguyên nguyên liệu nha các bạn ơi. Một là trang bị, hai là những cái vật phẩm để có thể là nâng cấp cho trang bị của mình mạnh lên. Cường hóa trang bị nó sẽ mạnh hơn nhiều nha. Rồi, level 64 là mình có thể mở được tính năng pháp bảo này. Trong khi đó là mình đã level 55 rồi, mới chơi được chưa đầy 10 phút nha các bạn. Em môn phải kiếm ca này mình thấy tỷ lệ bạo khá cao. Khi mà sử dụng skill phát nào là thấy nổ bạo phát đấy này các bạn đấy. Ok, chiến thắng con boss nha. Đây nhận được thêm một số những trang bị nữa. Cấp của mình càng cao, đánh con boss level càng cao thì những cái trang bị mình nhận được nó càng xịn nha. Phẩm trang bị nó cũng tăng lên. Phẩm tím rồi thì phẩm cam, phẩm đỏ các kiểu nha các bạn. Nạp đầu là có ngoại hình tuyệt bản này các bạn này. Xem nào. Đẹp đấy. Được đấy. Xoái ca các bạn ơi. Ngoài ra thì mình sẽ có thêm một cái kiếm trang bị đỏ nha. Ôi, có thể khảo là 1, 2, 3, 4, 5, 6 viên ngọc các bạn ạ. Để mình check qua một số cái sự kiện thế nào. Ui, cái gì ấy? Ui, liệt không long. Sự kiện này là sự kiện gì đây? Oh man, đăng nhập. Ồ, mình có thể nhận được khá là nhiều vật phẩm. Đến ngày thứ 6 là mình có thể nhận được một dương trang bị pet đỏ luôn nha. Ngày thứ 7 là mình tự chọn thần thú đỏ. Ồ, ngon này, được đấy các bạn ơi. Và nếu như mà mình mở được cái thẻ cao cấp lên thì mình sẽ có thêm rất là nhiều những cái gì đây. Thương lãng đạp ca, đây là cái thú cưỡi này các bạn. Cánh này,
Ui ôi, được quá nhờ, cái dương gì đây? Tự chọn thần thú đỏ, ôi vãi. Ngày thứ mấy? Ngày thứ 5 là có rồi. Ngày thứ 6 tiếp tục là một cái vật cưỡi trông khá là hay nha. Tiếp theo, ngày thứ 7 là mình sẽ nhận được một cái động linh thạch. Nguyên liệu ghép thành trang bị hồng. Có thể ghép trang bị trừ trang sức nha, thành trang bị hồng. Wow, đúng là sức mạnh của quốc ATM. Nó vẫn khác bọt thật các bạn ạ. Nhưng mà không sao, nếu như mình không nạp thì vẫn có thể là sở hữu được cái tự chọn thần thú đỏ là mình thích cái này các bạn này. Rồi, tiếp theo mình sẽ review cho các bạn về cái tính năng thú cưỡi nha các bạn. Con đầu tiên mà mình nhận được đó chính là con tam vĩ hỏa hồ, tức là con cáo lửa ba đuôi nha các bạn ơi. Ở đây thì mình cũng có thể tăng được cấp của cái con thú cưỡi lên, tăng bậc lên thì nó sẽ mạnh hơn, mở thêm những skill mới nha các bạn. Uầy, con linh thú nhiều skill vãi các bạn ạ, được cái nhỉ. Chứng tỏ là linh thú đây cũng sẽ là một trong những tính năng quan trọng, bởi vì là nó có quá nhiều skill đi. Khi mà đi chiến đấu thì chắc chắn nó sẽ gọi là cánh tay phải đắc lực của mình rồi. Con thứ hai xem nào, bậc 3 thì mình hoàn toàn là có thể kích hoạt thêm lục vĩ yêu hồ, thêm 3 cái đuôi nữa lên 6 đuôi. Này thì mình có thể tăng bậc nha, tự động tăng và phát xem nào. Đấy, lên được bậc 2 rồi này các bạn này. Kiếm thêm một cái đá này, làm nhiệm vụ là có đấy các bạn. Hợp lý hợp lý, nâng cấp lên này, xem bậc 6 là có thể kích hoạt thành con gì đây. Lục vĩ linh hồ. Ôi. Ôi nhưng mà ba con đầu tiên này nó chỉ có thay đổi màu thôi, với cả thay đổi về số lượng đuôi nha các bạn. Xem nào, bậc 9. Bậc 9 cửu vĩ tiên hồ, bắt đầu lên 9 đuôi nha. Ảo ma Canada thực sự luôn. À đây 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 đây. Ở đây thì sẽ có nhiều con linh thú hơn nha các bạn. Con này con mèo. Viêm tông thần kỵ này. Có vẻ là con ngựa. Ui. Chất chơi người rơi đấy. Ủa, con gì đấy? Con gà. Ồ, con này được này các bạn này. bổ ác luôn các bạn ơi. Được 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 được. Tiếp theo, gấu trúc à? Mình thấy là tựa game nhập vai nào cũng có con gấu trúc này nha. Một con vật khá là nổi tiếng và quý hiếm ở ngoài đời thực mà. Tiếp theo, tứ tượng bạch hổ. Wow. Giống con hổ sứ vậy. Độc giác thú này nào. Độc giác thú là con ngựa một sừng nữa hả? U Minh. Con này giống trong phim vãi trưởng luôn các bạn ạ. Ủa, ngầu nhỉ. Tiếp theo là thỏ ngọc này. Rồi, để xem là còn những con gì xịn xó không. Bạch Mao Sư Vương này. Sư tử các bạn ạ. Con này là con gì đây? Quân Thiên Sơn Thú. Là con gì? Ui, rồng à? Hay kỳ lân? Ui, căng ấy. Đan ca trục mai là con gì đây? Con cò à? Con cò mà đi ăn đêm đâu phải cành mềm lộn cổ xuống ngào đấy các bạn ạ. Thôi thôi đừng chơi con này. Tiếp theo mình xem có con gì xịn xó con bò hơn không. Ví dụ đấy, boy phố. Ây xài, có luôn. Được qua nhờ. À, lão đại ca. Thêm một con gà nữa. Oh what. Cái gì đấy, con này hay này các bạn này. Chính ra mình thấy con gà này là xịn xò con bò này các bạn ơi. Được đấy chứ. Hợp lý hợp lý hợp lý. Wow, có cả xe máy thì phải. Có luôn xe máy các bạn ơi. Kinh nhỉ. Đố các thể loại luôn ạ. Ảo thật đấy. Okimasu là con gì? Okimasu. Sư tử ba đầu các bạn ơi. Wow 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 wow. Đồng giáp giác ma cái gì đây? À, con kinh công các bạn ạ. Xem nào, có thêm một số những cái con nữa, ví dụ như con cá mập này. Ui, nhiều lắm, thú cưỡi trong này nhiều vãi cả trường luôn các bạn ạ. Để mình xem còn con gì gọi là chất chơi người rơi hơn không nha. Rồng giếc chắc chắn là phải có rồi này. Đấy, các bạn thấy chưa? Xịn xò con bò luôn. Ui, nhiều vãi. Nhiều lắm các bạn ơi. Con Chí Tôn Hắc Long này gọi là ngầu này các bạn này. Hai con rồng luôn, mà màu đen nha. Phệ Thiên Long Đế. Ui giời ơi. Đính. Chiến Thiên là con gì? Uầy. Phai nhái. Cưỡi cả robot luôn ạ. Đủ các thể loại luôn và thời kỳ nào cũng có nha. Yo. Go go go. Ale ale ale. Nhìn chất chơi người rơi đấy nhỉ. Đúng kiểu Thác Lai ấy các bạn ạ. Đi xem World Cup này. Chuẩn bị cổ vũ cho Việt Nam đá bóng hợp lý luôn. Có cả siêu xe nha các bạn ơi. Vai. Mình cưỡi luôn cả mấy em này luôn. Holy shit, không thể tin được các bạn ơi. Uầy, nói chung là về thú cưỡi thì có rất rất nhiều luôn nha các bạn. Các bạn có thể vào đây để tham khảo thêm nha. Tiếp theo là về kiếm linh. Kiếm linh thì là một trong những cái mà lúc mình rút ra mình oánh kiểu bạo kích ấy, skill như kiểu skill cuối các bạn. Thì nó rút ra cái thanh kiếm này nha các bạn ơi. Linh Trí Hiên Viên này, Đông Hoàng này. Về sau mấy thanh kiếm nó dần dần nhỏ hơn.
nhưng mà trông có vẻ là ngầu lòi quý hiếm hơn đấy các bạn. Cự khuyết này, thanh này đẹp này, có con rồng cuốn quanh cả từ chuôi lên đến thân kiếm luôn nha các bạn ơi. Và mỗi một cái kiếm linh này thì đều có rất nhiều những cái skill chiêu thức khác nhau, và phải nâng cấp bậc lên thì chúng ta mới mở thêm những cái skill đó. Nhưng chính ra là có một số skill ở những cái bậc thấp hơn mình thấy nó lại ngon lành hơn nha các bạn. Ví dụ như là kiếm linh này các bạn, khi dùng kỹ năng thức tỉnh kiếm linh thì người chơi sẽ tăng 10% công duy trì trong vòng 20 giây. Trong khi đó thì cái skill kiếm linh linh công ở bậc 15 là khi dùng kỹ năng thì thức tỉnh kiếm linh tăng 1000 công. Thì cái này mình thấy là nếu như tăng về lâu về dài thì tăng phần trăm thì nó sẽ hợp lý hơn nhé. Ảo ma Canada thực sự luôn ạ. Bồi dưỡng thì để bồi dưỡng được thì mình phải có cái kiếm linh thạch nhé các bạn. Cái kiếm linh thạch này thì mình có thể kiếm bằng cách là lật thẻ hoặc là nạp thôi. Ok, và để hiểu hơn được kỹ năng tướng thì các bạn nên bỏ một chút thời gian vào đây để đọc về bộ skill kỹ năng của từng môn phái mình chơi nha. Đấy, có cả bị động nữa này, nhiều lắm, bị động thú cưỡi, bị động pet này, rồi thì bị động thần binh nữa này các bạn. Và cũng có một cái nữa các bạn cần quan tâm, đó chính là cái phần cổ tịch này thì tăng rất là nhiều chỉ số, ví dụ như là HP, là phá giáp này. Và khi hoàn thành tất cả những cái ô skill nhỏ ở đây thì chúng ta sẽ mở được thêm cái cổ tịch, ví dụ như cộng xuyên tâm 20%, rất là ngon nha. Nuôi dưỡng nhanh một phát là ok liền. Đấy, các bạn thấy chưa? Và để có cái bồi dưỡng cái phần cổ tịch này, chúng ta cứ làm nhiệm vụ chính tuyến thôi. Và sau này cũng sẽ có một số những hoạt động khác nữa để cho chúng ta có thể kiếm được cái hội tâm quyết, nâng cấp cổ tịch lên mạnh mẽ hơn như các bạn. Ok, thế thì mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ chính tuyến nha. Thì đối với con game Long Thần PK này thì nó là thể loại nhập vai kiếm hiệp, cho nên là những bạn nào mà yêu thích thể loại phim kiếm hiệp thì chắc chắn là sẽ rất là khoái con game này thôi. Thì nó cũng sắp ra mắt vào ngày 21 tháng 3 tới đây, thì các bạn nhớ tải game về ở ngay cái đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là bình luận để chơi game cùng với mình nhá. Và mình đang làm cái thử thách, nó chính là PK với cả Linh Andy. Nếu như bạn nào thắng thì mình sẽ tặng luôn một cái nồi cơm điện nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.